Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Revit Revit số 1. Thì mình xin hướng dẫn các bạn cách để tạo một template trong Revit. Đầu tiên chúng ta nhấn vào biểu tượng Revit trên màn hình. Và đây chính là giao diện của Revit khi mới mở lên. Nó gồm có mở một project mới và một family mới. Chúng có thể tạo một family mới hoặc là tạo một project mới. Ở đây thì để tạo một template mới thì chúng ta nhấn vào nút New. Chúng ta sẽ hỏi bạn là bạn muốn tạo một project mới hay là tạo một template mới. Nếu như chúng ta tạo một template mới thì chúng ta chỉ cần tạo một lần, cài đặt tất cả các thông tin của dự án của Revit trong MVP và sử dụng ở mãi mãi. Còn nếu tạo một project mới thì chúng ta chỉ cần tạo một lần và sử dụng nó chỉ một lần duy nhất. Do vậy để mất thời gian thì chúng ta sẽ tạo một cái template và sử dụng nó mãi mãi. Ở đây thì người ta sẽ hỏi bạn là sẽ chọn một cái bầu template nào, tức là có thể contractor xây dựng, architecture tức là kiến trúc, hoặc là kem. Ở đây thì mình sẽ chọn template mechanical, hoặc các bạn để vào pro chọn system default matrix và mở nó lên. Đây là một template mẫu và chúng ta sử dụng template này để tạo một template riêng cho bản thân mình. Và đây chính là giao diện template mẫu của Revit, người ta là thiết lập sẵn và chúng ta sẽ dựa vào cái mẫu này để tạo một template chỉ dành riêng cho mình. Và để tạo được template thì chúng ta sẽ mở manager, chọn project parameter, chọn add, sau đó điền cái thông tin template của mình vào. Ví dụ ở đây name mình điền là Phạm Văn Huyền. Chúng ta chọn loại parameter là kiểu text và chọn đây là chế độ view. Ta chọn OK. Sau đó thì chúng ta kích chuột phải vào view display, chọn Brow organization, chúng ta chọn new. Họ sẽ hỏi là cái Pro Organization này sẽ có tên là gì? Chúng ta có thể chọn là thiết kế Revit. OK. Ở thanh cuối cùng sẽ xuất hiện Field Team và Group. Chúng ta sẽ chọn vào mục Group and Sorting. Một group by chúng ta sẽ chọn là Phạm Văn Huyền, và một then by chúng ta sẽ chọn là search this supplied, và tiếp tục ở một then by tiếp theo chúng ta sẽ chọn là family and type part and type, chúng ta OK và là tick OK. The apply. OK. Thì ngay lập tức giao diện Revit sẽ xuất hiện ra một template mới tên là thiết kế Revit. Ở đây trong template này thì người ta sẽ xuất hiện các hệ đó là HVAC, Lighting, Plumbing và Power. Trong hệ HVAC thì trong người ta sẽ chia ra đó là Floor Plan, tức là bản vẽ mặt bằng, tức là những gì mà thể hiện trên sàn người ta thể hiện ở đây. Còn ceiling plan tức là ở trần, và 3D tức là chúng ta nhìn 3D được thì giao diện Revit này. Ở đây là elevation tức là hướng chiếu, hướng chiếu đông tây nam bắc của cái dự án này. Tương tự trong lighting thì ở đây thì người ta sẽ có là floor plan, ceiling plan,
đang bơm pin được vậy, tương tự như vậy. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ra một cái template theo ý muốn chúng ta. Ví dụ đây thì mình chọn vào map, sau đó kéo thành công cụ ở property này để kéo xuống. Chúng ta chọn vào view template. Ở trong view template thì người ta sẽ hỏi rằng đây là thuộc cái architecture plan hay là electrical plan hay là mechanical plan. Ở đây là hệ thống HVAC, do vậy là nó thuộc mechanical plan. Chúng ta chọn vào đây, sau đó chúng ta chọn cái mục discipline này, chúng ta sẽ chọn plan mechanical. Tiếp tục trong một sub discipline này chúng ta sẽ đổi tên là mechanical, viết tắt của MHPAC, MH viết tắt của mechanical, và chúng ta gạch HVAC. Còn ở đây tên chúng ta sẽ đặt là hệ thống cơ điện. Chúng ta đặt theo tên tùy thích mà chúng ta muốn. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn OK. Thì cái mục map số 1 này, tức là ở tầng 1 này người ta sẽ dịch chuyển xuống hệ thống cơ điện. Và nó sẽ được đưa vào cái mục chính, đó là MHVAC. Tiếp tự chúng ta sẽ dịch chuyển tầng 2. Chọn mục mechanical plan, chọn mechanical, rồi chọn MHVAC, MHVAC, chọn hệ thống điện cơ điện. OK, apply. Thì nó sẽ tự động nhảy xuống mục HVAC, đây tầng số 2. Ở đây người ta hiện số 1 tức là tầng số 1 và số 2 tức là tầng số 2. Còn nếu sau này chúng ta muốn có được 3 bốn tầng thì chúng ta sẽ có bài giới thiệu tiếp theo. Và một thứ từ một cái selling mechanical thì chúng ta sẽ cho vào cả hai cái, thì dùng lần ship, những chữ ship cho vào hai cái, thay vì làm từng cái mất thời gian thì chúng ta cho hai cái một lần luôn. Chúng ta chọn vào view templates. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn là selling plan và nhấn vào mục mechanical selling. Chúng ta sẽ chọn ở đây là mechanical HVAC, MHVAC và hệ thống cơ điện. OK. Thì cái mục selling của HVAC sẽ được đưa xuống đây, đưa vào mục MHVAC. Tiếp theo chúng ta sẽ làm tầng 3D. Ở đây thì chúng ta chọn vào view templates. Ở đây là chúng ta chọn elevation. Đây. Chúng ta chọn vào gì mechanical elevation, I believe. OK. Chúng ta sẽ chọn vào mục mechanical. Ở đây đi, chúng ta sẽ chọn vào một hệ thống cơ điện, I believe. Chờ tương tự như về một elevation thì chúng ta sẽ nhận dưới ship và dưới cả 4 hướng đông tây nam bắc. Chúng ta chọn vào view template. Ở đây chúng ta cũng chỉ chọn vào một elevation, chọn vào mechanical elevation. Tương tự chúng ta chọn mechanical MH VSC và hệ thống cơ điện Apple. Vậy là tất cả các hệ thống cơ điện về hệ thống điều hòa sẽ được đưa vào trong một MHVAC trong hệ thống cơ điện này. Tiếp theo, các bước tương tự chúng ta sẽ đưa phần lighting, power và plug pin xuống vào phía dưới, tương tự như vậy. Tiếp theo là lighting, chúng ta nhận giữ chọn view template,
Ở đây thì người ta chưa có sẵn mục Latin, nhưng mà chúng ta nhấn vào mục Analytical này, chúng ta duplicate lên, nhấn lên, chúng ta đặt tên là Latin. Latin. Ok. Bây giờ thì nó sẽ xuất hiện một phần là Latin Plan. À đây là Latin Plan. Chúng ta tìm hiểu là Latin Plan. Ở đây chúng ta sẽ chọn là Electrical. Tiếp theo đây là Latin, gọi là Electrical, viết tắt của tờ chữ A Latin. Giờ đây thì chúng ta sẽ chọn là hệ thống cơ điện, chúng ta chọn OK. Vậy là từng một, từng hai của Latin Plan đã được đưa xuống phần hệ thống cơ điện. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn vào mục Selling Electrical. Chúng ta chọn vào View Template ở đây Selling. Tương tự chúng ta sẽ tạo một cái duplicate này lên. Vì ở đây là Latin Selling chưa có, chúng ta phải duplicate lên. Chúng ta chọn là chúng ta sẽ đặt tên nó là Lighting Selling. Ok, ở đây chúng ta sẽ chọn Electrical, vì này là Electric Lighting. Ở đây là hệ thống cơ điện Apple. Thì hai mục Selling của phần hệ thống cơ điện Latin đã được đưa xuống đây. Tương tự chúng ta sẽ làm với Bluepin. Ở đây thì Bluepin đã có sẵn thì chúng ta không cần phải tạo cái mới, và chúng ta sẽ chọn vào đây là Bluepin M. Bluepin M thì chắc là từ viết tắt của từ Mechanical, và chúng ta sẽ viết như thế này để dễ phân biệt với là Electrical, hai hệ thống khác nhau. Đây chúng ta cho vào hệ thống cơ điện Apple. Thì hai mục floor plan của Bluepin này được đưa xuống. Tiếp tục chúng ta sẽ đưa mục 3D của Bluepin xuống. 3D thì là chúng ta sẽ chọn Elevation, Bluepin Elevation. Ở đây chúng ta sẽ chọn là M Bluepin. Đây là chỗ hệ thống cơ điện, tương tự như vậy, OK. Tương tự chúng ta sẽ làm được vài cái mục còn lại. OK. Tiếp theo đó là hệ power, tức là hệ cấp nguồn cho tủ điện, cấp nguồn cho ổ cắm, v.v. Chúng ta sẽ làm tương tự. Chọn Electrical Plan ở đây, chúng ta chọn Electrical. Xuống đây chúng ta chọn là đặt tên của thân E Power, và chọn hệ thống cơ điện Apple. Thì hai mục Floor Plan trong cái E Power này sẽ được đưa xuống vào mục hệ thống cơ điện này. Tương tự chúng ta sẽ đưa 3D xuống. Đây là chúng ta chọn Elevation, Electrical Elevation, chọn Electrical S, Electrical Power, hệ thống cơ điện Apple. Hiện tại thì giờ chấm hỏi này chỉ còn là phần này thôi. Chúng ta đưa nó xuống thì giờ chấm hỏi này sẽ tự động bật đi. Electrical Elevation. OK. Rồi. Rồi như chúng ta thấy thì giờ chấm hỏi này giờ đã không còn nữa. Và bây giờ các hệ thống, đây là một bảng hệ thống cơ điện mà chúng ta sẽ làm việc từ đây về sau.
Và sau đây chúng ta có thể load family vào hoặc là cài đặt các thông số của dòng điện hay là dây dựng điện hay là các thông số của các hệ thống plug pin, hệ thống electrical, mechanical, v.v. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà các bạn hoàn thiện cái template của mình. Ở đây thì phần lighting người ta chỉ có là phần floor plan và phần ceiling plan. Nó thiếu cái phần view nhìn 3D và giống như là view nhìn các hướng đông tây nam bắc. Và để có được điều đó thì chúng ta sẽ chọn vào một hệ bất kỳ. Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào hệ là electrical power. Chúng ta sẽ duplicate thằng 3D này lên dành cho hệ lighting. Ở đây chúng ta sẽ nhấn file chọn duplicate view và chọn duplication. Nó sẽ xuất hiện là 3D electric copy. Chúng ta sẽ đổi tên nó lại 3D lighting. Ok. Và sau đây mình sẽ chỉ các bạn cách để mà các bạn đưa cái phần 3D lighting này lên phần Air lighting này. Chúng ta chọn vào View Template. Chúng ta sẽ chọn vào một Elevation. Ở đây thì chưa có cái mục Elevation nên cho Lighting. Và vậy chúng ta sẽ duplicate thằng Elevation Electrical này lên. Ở đây chúng ta sẽ ghi là Lighting Elevation. Ok, ta sẽ cài đặt ở trong này. Đây là Electrical. Đây là chúng ta chọn là Air Lighting này, trong cơ điện. Chúng ta để ý thì 3D Lighting này nó sẽ được chuyển lên phần Air Lighting. Rồi đây bây giờ thì 3D Lighting này được chuyển lên phần Air Lighting rồi. Tương tự như vậy, bên Air Lighting thì nó vẫn không có cái phần đó là phần Elevation, tức là phần cảm hướng chỉ hướng nhìn của phần Lighting. Tiếp từ chúng ta sẽ duplicate từng cái. Đây. Và chúng ta sẽ đổi tên thành Lighting. Ok. Chúng ta cũng tương tự sẽ đưa phần Lighting này lên phần Air Lighting. Elevation. Lighting Elevation, chúng ta chọn mục này. Sau đó chọn vào Air Lighting và hệ thống cơ điện. Đó, ok. Đây. Thì hướng Edge Lighting này sẽ được đưa lên phần Air Lighting. Tiếp từ chúng ta sẽ đưa những cái phần North, South hay là West các hướng nhìn lên phía Lighting. Con những nhân có tiền đúng không? Cũng trong cốt nhà tôi cho bạn à, lắm đấy là mình làm anh hiện nay làm lâu dài mà đúng không? Và sau đây thì mình xin giới thiệu các bạn cách mở các mục, cách sử dụng trong các phần Air Lighting, Air Power và HVAC. Ở đây thì mình xin giới thiệu về cách sử dụng các hướng nhìn của Revit. Trong một Air Power thì nó sẽ cho chúng ta cái hướng nhìn đông tây nam bắc. Ở đây chúng ta sẽ mở hướng nam, hướng bắc. Trong hướng bắc thì người ta sẽ hiển thị chúng ta hai level, tức là level 1 và level 2. Đây là hai level chỉ về độ cao tầng, hai tầng. Chúng ta sẽ sửa lại là tầng 1. Service Master. Đó, tầng 2.
tương tự như vậy thì cả hướng nam sẽ có thay đổi tầng 1 và tầng 2. Tương tự thì các bạn hoàn thiện cái template của mình và sử dụng nó về sau luôn. Thank you.